Người thành đại sự không phải ở thông minh mà là bởi có nội tâm phong phú. Người xưa từng nói lấy các vụng về nhất của thiên hạ để ứng đối với các khéo léo nhất của thiên hạ. Để con đường tương lai của mình giảm đi trở ngại cản bước thì ngay từ bây giờ hãy dụng công vụng về đi một chút. Thế nhân thường cho rằng người tinh khôn dễ thành công hơn người vụng về, nhưng nào có hay, thông minh lại bị thông minh dẫn dắt sai. Người thông minh luôn muốn mọi việc đều có lợi, dồn vào khôn khéo để có lợi cho mình và cuối cùng là hại chính mình. Thông minh tự cho mình là đúng không khác gì ngu xuẩn. Trong Hồng Lâu Mộng, Vương Hy Phượng tài năng kiến thức vi phạm đối nhân sự thế khéo léo chu toàn, am hiểu thế sự, tài năng quản lý hơn người. Có thể nói là một người vô cùng thông minh, nhưng đến cuối cùng thì Hy Phượng lại rơi vào kết cục thê thảm. Cơ mưu tính toán quá thông minh, trái lại hại chết tính mạng của chồng. Thực ra thì thông minh không phải là sai, nhưng nếu dùng thông minh vào mưu kế đấu đá, tranh thiệt hơn thắng thua, thì dẫu có thông minh như thế nào đi nữa, cũng sẽ đầy khí hung bạo, đâu đâu cũng đắc tội với người ta, khiến người ta căm ghét và cuối cùng hại chính mình. Khổng tiện nói, thái quá cũng như chưa đạt, nguyên văn là quá do bất cập. Làm bất kỳ việc gì cũng nên có mức độ thích hợp. Thông minh sự thế cần phải thu được tài năng sắc bén của mình, cất giấu được cái thông minh của mình. Thông minh thái quá là đại kỳ của bậc trí giả. Đạo đối nhân sự thế là ở ức chế chứ không phải khuếch trương, là ở cất giấu chứ không phải hiển lộ. Có lẽ Vương Hy Phượng đến chết vẫn không biết cái thông minh tự cho mình là đúng này, chẳng qua là cả bẫy hại chính mình dưới con mắt của người khác, thì đó là một hành vi ngu xuẩn người thành đại sự không phải ở thông minh lão tử nói thông minh nhỏ không làm nên trí tuệ lớn tính toán nhỏ cũng không xứng là thông minh người thật sự có trí tuệ là người mà trong mắt của thể nhân thường cho là kẻ ngốc sử ký có chép chuyện khổng tử khi còn trẻ đã từng đến thịnh giáo lão tử về đạo lý làm người lão tử nói thương nhân giỏi là người khéo cất giấu như không có của cải gì Người quân tử có đức lớn thì dung mạo trông như ngu ngốc. Nguyên văn là lương cổ thâm tàn nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu. Lão tử nói với khổng tử rằng, một thương nhân đầu óc thông minh sẽ cất giấu hàng hóa tài sản, để không ai có thể nhìn ra ông ta giàu có. Tuy ông ta rất giàu có, nhưng bề ngoài lại giống như là người nghèo khó, không có thứ gì. Một người quân tử phẩm đức cao thượng thì luôn giống như là một người ngu ngốc đần độn, không ai hiển lộ một chút thông minh trí tuệ nào ra bên ngoài. Ông nên bỏ đi cái khí kiêu ngạo bỏ đi cái tâm tham dục đi thì mới có thể trở thành một vị thánh nhân được có mưu tính hết sau xem ra có vẻ thông minh nhưng sẽ hủy hoại kết cục của bản thân khiến cho bản thân cả đời bị hãm vào mưu kế đấu đá suốt ngày phòng cái này ngừa cái kia khiến tâm trí treo lơ lửng trên trời không thấy được những cảnh tốt đẹp trong cuộc đời, mất đi niềm vui cuộc sống, chính là cái người ta nói, người ngốc có phúc, người đại trí nhược ngu không bao giờ hiển lộ tài năng sắc sảo, hành xử thì nhỏ nhẹ, luôn luôn không tính toán sau đó quá nhiều, họ bên ngoài tuy rất bình thường nhưng nội tâm phong phú vô cùng. Vụn về nhất thiên hạ, thắng được khéo léo nhất thiên hạ. Vợ chút khôn khéo ra tất nhiên là có thể đi được nhanh hơn người khác, nhưng trên thực tế, nên móng và tâm thái ắt sẽ không ổn định vững vàng, dẫn đến thành công trong tương lai bị giới hạn, và cuối cùng tụt về người tầm thường. Người thực sự sáng suốt không bao giờ chỉ một mực hấp tấp lựa chọn đi con đường tắt, dốc lòng lo nghĩ mưu kế, mà sẽ lựa chọn trầm tĩnh lại cần cù cố gắng học tập, dùng phương pháp vụng về ứng đối với tất cả cơ mưu khéo léo. Tăng Quốc Viên danh sĩ đời thanh có nói đạo trời kỳ khéo léo, đạo trời kỳ đầy đủ, đạo trời kỳ hai lòng. Nguyên văn là thiên đạo kỳ xảo, thiên đạo kỳ doanh và thiên đạo kỳ nhị. Làm người, làm việc không thể cứ dở trò khung tranh. Cần hiểu được đạo lý thiết thực, mưu kế, cơ hội khéo léo kiếm lợi đều không thể lâu dài. Trên đời không có bữa ăn miễn phí, lễ vật mà vận mệnh ban tặng đã được ghi rõ mức giá từ lâu rồi. Thế gian hoàn toàn không có giấc mơ đẹp làm giàu sau một đêm. Đằng sau tất cả những thành công đều là khổ công một phen giá lạnh thấu cốt xương. Tăng Quốc Viên là người hiểu rõ công phu, ngu ngốc. Thời trẻ thì ông đọc sách, độ tiến sĩ đều dựa vào công phu ngu ngốc dốc sức làm đến cùng. Thôi nhớ đọc sách thì cho ông yêu cầu rằng đọc không hiểu câu trên thì không được đọc câu tiếp theo. Đọc không xong quyển sách này thì không được động đến quyển sách tiếp theo. Làm không xong các nhiệm vụ trong ngày thì tuyệt đối không được đi ngủ. Ông không biết kỹ xảo, đường tắt, chỉ biết một con đường đi liền một mạch, không đến tận cùng, không quay đầu chính phương thức học tập ngu đần như thế này đã khiến cho ông tàu dựng được tinh thần cần cù cố gắng chịu khổ thiết thực vượt hơn mọi người thường cũng chính vì dốc sức ngu ngốc như thế này mà ông mới gây dựng được nền móng vững chắc gieo những hạt giống tốt cho con đường khoa cử quan lộ về sau chúng ta sẽ phát hiện ra người ngốc nghếch đều không biết khéo léo thủ lợi gặp vấn đề họ chỉ biết kiên trì lao vào do đó cũng không thể để lại gốc chết trái lại thì những người khôn lanh đều không muốn dốc sức khổ nhọc gặp khó khăn thì chạy vòng qua nền móng không tạo dựng được kiên cố Do đó thì vụng về xem ra có vẻ chậm chạp, thực tế là là nhanh nhất, là một cách làm cực kỳ sáng suốt bởi vì không khéo léo thủ lợi, nên không để lại cái xấu, không xuất hiện cái sai, nên thắng tất cả những cơ mưu khéo léo. Có câu ngạn ngữ rằng, tinh khôn ba phần ngốc kết bao phần, đến lại ba phần cho cháu con. Làm người làm việc đều không nên quá tinh khôn, không nên hiển lộ tài năng sắc sảo nên hiểu được ẩn dấu trí tuệ là một người sáng suốt vụng về, đại trí nhược ngu. Trong cuộc so tài giữa tinh khôn và vụng về, tinh khôn ba phần thì người không tụ đến, ngốc nghếch ba phần thì đường mới mở rộng. Hãy góc nghếch một chút, nhân hậu một chút thì mới có thể sáng suốt thật sự. Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, chân điểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.